Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vườn Hoa Lan Xuân của Bút Mực. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách trồng lại cây hồ điệp sau chơi cái hoa Tết. Như các bạn biết là sau khi chơi cái hoa Tết xong cái cây hồ điệp của chúng ta thì thường những cây hồ điệp này trồng chúng ta mua tại các nhà vườn về. Sau khi chơi Tết thì cái cây này của chúng ta hoa nó lụi đi và nó cũng tàn theo. Nó không được bền như những cây chúng ta trồng ở bên ngoài. Chúng ta trồng thuần vườn, thế thì trồng cái cây này như thế nào thì hôm nay các bạn cùng mình đi trồng cái cây này. Trước tiên là mình cắt cái vòi hoa, các bạn cắt cái vòi hoa để lại nó khoảng độ 2-3 đốt. Thì sau này những cái vòi hoa này của mình nó khỏe, nó lại từ đó nó trâu cái mầm hoa lên. Tại cái mầm đó các bạn cắt hết ngọn hoa đi và các bạn tỉa những cái lá bị dập, cắt những cái lá bị dập lát đi. Đây các bạn thấy là sau quá trình chơi thì nó bị những cái nhà chơi xong thì nó thường hay bị lát do có quá trình chăm sóc cũng như tưới. Và chúng ta để nó ở trong cái bóng tối lâu ngày, nó hấp thụ cái ánh sáng yếu và đồng thời là chúng ta chăm bón cái nước của chúng ta nó không đạt cái chuẩn, môi trường của chúng ta nó chưa thích nghi. Thế thì chúng ta để trồng những cây này về cái vườn của mình nó thích nghi hơn, sang năm thì chúng ta chơi hoa nó bền hơn. Nếu như để chơi cái cây hoa này tại vườn của các bạn trồng ra chậu thì nó rất là bền, các bạn có thể hết cái tháng 4, tháng 5 những cây hoa của chúng ta nó cũng chưa tàn. Đây, những cái lá bị dập lát như vậy các bạn cắt hết đi. Chúng ta cắt hết những cái lá bị dập lát và có triệu chứng bị gãy, đấy, gãy thối nát rồi chúng ta cắt hết, chúng ta bỏ đi. Những cây rễ khô, các bạn vệ sinh sạch sẽ những rễ khô. Các bạn bỏ bớt hết những cái giá thể ở trong cái chậu đi, những cái chậu, những cái cốc đi, chúng ta bỏ những cái giá thể ra và chúng ta thay cái giá thể mới. Vì những cái giá thể đó nhiều khi nó đem theo những cái mầm bệnh từ những cái quá trình vận chuyển và quá trình người ta bày bán ở ngoài cửa hàng, những cái gian hàng thì thường nó bị nhiễm cái lấm bệnh vào. Nên các bạn cắt hết những cái rễ khô, rễ mục lát, rễ những lá vàng, lá khô, chúng ta tỉa nó sạch sẽ. Đây các bạn thấy rất nhiều cái lá dập, chúng ta cắt thì nếu không cái lá dập này nó khô hoặc là mưa xuống nó sẽ tạo ra cái thối trong cái môi trường của chúng ta, nó bị thối mũ, nó sẽ hỏng đến cái cây của chúng ta. Những cái rễ này thì những cái rễ của nó đã khô rồi thì chúng ta cắt những cái rễ khô, những cái rễ thối không còn cái sự sống nữa, chúng ta cắt bỏ. Thực tế trồng cây hồ điệp này nó rất là dễ các bạn, trồng cây hồ điệp này nó dễ và cái thứ hai cái hoa của nó rất là bền. Nếu như các bạn mua ở ngoài chợ về thế này thì chơi hoa nó chỉ được khoảng độ một tháng, hơn một tháng thôi. Vì là cái cây của nó rất yếu, người ta kích hoa lên, người ta kích hoa lên nên cái hoa nó ra và họ chăm theo cái điều kiện chăm sóc đặc biệt. Trong cái môi trường nhà kính, nhà lưới thì cái hoa của nó lên như... Nhưng về với chúng ta tưới nước nó không đủ dinh dưỡng, nó sẽ bị lũng cây và nó cái hoa nó nhanh tàn hơn. Nếu các bạn để cho thuần cái vườn của bạn thì những cây này của các bạn cái hoa nó rất là tươi màu và nó rất là bền lâu các bạn. Vì vậy là chúng ta sẽ cắt những cái này đi và chúng ta trồng lại thì sang năm cái cây hoa của chúng ta nó ra rất là bình thường các bạn. Rất là đẹp luôn. Đây các bạn vệ sinh sạch sẽ những cái rễ khô, những cái rễ mà nó lát, những rễ bị gãy, các bạn vệ sinh sạch sẽ thì để sau này nó sẽ ra cái rễ mới và cái lá mới các bạn. Như nhiều bạn bảo là một năm nó chỉ ra 2 lá, nhưng mình trồng cái cây này một năm nó có thể ra đến 4 cái lá các bạn. Đây sau đó các bạn cho một cái xô nước đầy, đây là cái bencola, đây là một bencola, một trong những cái thuốc chuyên trị về lấm và sát khuẩn, các loại lấm và các loại virus các bạn. Đấy, các bạn cho vào trong cái này, trong cái xô. Đây là cái Atolix, một trong những cái thuốc là nó kích rễ, kích mầm. Đấy. Atolix này thì mình được đổ sang cái lọ con rồi, mình cho khoảng độ 2 giọt rồi thôi, cũng không nên cho nhiều, cho một ít B1 các bạn, một lắp nhỏ B1 thôi các bạn, cho B1 các bạn cho rất ít thôi. Đấy, rất ít thôi. Sau khi đó chúng ta khoắng lên và chúng ta ngâm cái cây này, chúng ta ngâm cái cây này trong cái chậu này khoảng ngâm ngập lá trong khoảng độ 2 tiếng các bạn. Ngâm ngập lá trong độ 2 tiếng. Cái mục đích ngâm ngập lá này thì một là cái để cho chúng ta diệt toàn bộ cái vi khuẩn cũng như cái lấm mốc, các loại bệnh virus vi khuẩn và lấm mốc. Dùng cái thuốc bencola kia nó sẽ diệt toàn bộ cái lấm mốc trong cái giá thể cũng như trong cái cây.
và những cái virus vi khuẩn thì cái bencola này nó diệt rất là tốt các bạn, cây hoàn toàn là sạch. Đưa về vườn, một là cái vườn của chúng ta nó cũng không bị lây nhiễm những cái lấm bệnh từ nơi khác. Sau khi ngâm được khoảng độ 2 tiếng các bạn, thì các bạn có thể vớt nó ra và những cái chúng ta vớt cái cây ra. Thì cái B1 cũng như là cái B1 là dạng cái phân bón qua lá thì nó ngấm vào cái lá của chúng ta, và cái atolic nó cũng ngấm vào, thì cái cây của chúng ta nó có cái dưỡng thể, nó được hồi sinh sau cái ấy. Và chúng ta dùng những cái cây của chúng ta cắt ở bên trên thì chúng ta dùng cái keo liền sẹo chúng ta bôi lại cái đầu hoa nhằm mục đích là những cái vi khuẩn nó không tấn công vào những cái vùng này, để cái quá trình mưa gió để thì sau cái này nó không bị khô sâu xuống, nó sẽ liền sẹo tại cái vị trí này, và sau này thì cái mầm của chúng ta nó sẽ kiểu lên tiếp từ cái này. Nếu như những cái mầm lên tiếp thì những cái này thì nó thường hay là bé, có thể là chúng ta cắt sâu xuống để dưỡng ấy và cho nó ra lên những cái nụ hoa mới thì nó to hơn các bạn, cây nó sẽ to hơn và đẹp hơn. Nhưng trước hết để dưỡng cái gốc này thì chúng ta để cái mầm hoa nó cao lên vậy, để cho cái cây của chúng ta nó có cái chỗ đứng, hoặc là chúng ta trồng chúng ta có thể cắm cái cây để chúng ta lấy cái kẹp, chúng ta kẹp cái này nó giữ cái gốc hồ điệp của chúng ta nó đứng vững trong cái cốc này. Sau khi phơi xong cái này thì các bạn đem ra một cái chỗ nào nó thông thoáng để chúng ta nó thoáng gió thoáng khí để chúng ta phơi nó lên cho nó khô. Phơi lên cho nó khô toàn bộ cái gốc rễ và cái giá thể này. Thì chúng ta phơi khoảng độ 2-3 ngày thì nó xem những cây nào mà nó có triệu chứng nó không liền sẹo, nó mà có triệu chứng lấm một thối nhũn thì chúng ta tiếp tục chúng ta xử lý. Nhưng phần lớn như mình xử lý cái này thì chỉ qua một lần như này là hết các bạn, không cây nào nó bị lấm mốc nữa như thối nhũn nữa. Và sau chỉ phơi qua một ngày thì bắt đầu nó đã xe rồi. Nó xe toàn bộ và những cái gốc bị gãy hoặc những lá bị dập bị gãy thì nó hoàn toàn nó xe và nó chuyển sang cái trạng thái liền sẹo dần và nó tự nó hồi phục. Đấy, chúng ta bôi lại những cái vết cắt của chúng ta mà thấy những vết cắt lá hở hoặc những cái cuống chúng ta bôi lại thì lập tức là cái cây của chúng ta nó sẽ bị liền sẹo mà nó không bị thối nhũn theo, vi khuẩn nó không xâm nhập vào cái chỗ đó. Vậy là chúng ta đã xong cái khâu diệt trừ lấm mốc và diệt trừ khuẩn. Nếu như các bạn để ra một chỗ, sau đó đây các bạn cho ra một cái khay thế này để nó tự nó khô, thì các bạn để thế này có thể 3 đến 4 hôm đến chục hôm là nó tự nó ngẩng lên và nó nảy lên ra những cái rễ, nó sẽ xùi ra để nó hút cái không khí ở bên ngoài. Nhưng mà chúng ta thấy là nó liền sẹo mà nó có khả năng hồi phục rồi thì chúng ta sẽ đem chúng ta trồng lại vào những cái cốc, những cái giá thể chúng ta trồng lại vào những cái chậu để nó phát triển nó được tốt hơn. Đấy, các bạn thấy là sau khi phơi bên là sau quá trình phơi thì cái cây của chúng ta nó đã xe mà nó khô, các bạn thấy khô, nó cứng cây, nó liền ra như vậy, nó cứng cây, nó liền các vết sẹo lại thì mình đem ra cái chậu của mình trồng. Đây là một cái chậu nhỏ thì bên dưới là mình nót cái sơ dừa già nó ra. Cái sơ dừa này thì nó phải được khoảng độ 2 năm thì nó mới mục. Mình nót xuống dưới để nó lọc nước và nó không bị rơi những cái giá thể. Mình không có điều kiện nên mình trồng bằng cái sơ dừa. Các bạn có điều kiện thì các bạn có thể trồng bằng cái vỏ thông. Nhưng cái sơ dừa này thì nó rẻ hơn, nhưng mà mình thấy trồng nó giữ ẩm. Mà cái cây này trồng đặc biệt là cây hồ điệp này nó rất thích cái sơ dừa này và kết hợp với cái than hoa. Than hoa thì cái độ thấm nước nó giữ dinh dưỡng nó rất là tốt các bạn. Nếu các bạn tưới cái dinh dưỡng vào thì cái than hoa nó giữ rất là tốt cho cái cây kia, nó gốc rễ nó hơi lông. Một cái cốc này thì mình trồng 2 cây cho nó lên cho nó đẹp các bạn. Thế một cây thì trồng lên nó hơi khẳng khiu. Trước đây thì mình trồng một cây nó lên thì cái hoa nó ra chỉ 1-2 vòi hoa nên là nó hơi thưa, trông nó hơi xấu. Giờ những cái cốc này mình trồng nó khoảng độ 2 vòi hoa, 2 cây. Nay mai nó lên lá nó vươn thì đẹp hơn, cũng như vòi hoa nó lên khoảng độ 4 vòi hoa thì mình để trông nó cũng đẹp hơn các bạn. Cái này thì mình chèn cái sơ dừa, sau đó mình chèn sơ dừa vỏ thông với lại cái than hoa.
sau đó mình cho một cái ít rêu xanh, rêu rừng lên trên để mình trang trí. Một cái chậu thì rất đẹp, với những cái chậu như thế này hai cây nên là rất vừa các bạn. Các bạn chỉ cần có cái giá thể để nó giữ được cái gốc cây thôi, chứ còn cái cây này thì nó hút cái không khí ngoài trời và chúng ta sẽ tưới cái dinh dưỡng vào thì nó sẽ hấp thụ để cây nó phát triển. Chứ chúng ta cũng không cần đến những cái chậu nó quá to. Theo mình những chậu nhỏ nhỏ thế này là cũng rất là đẹp rồi. Sau rễ nó vươn ra thì những cái rễ của nó tạo ra những cái cổ kính riêng, nó đẹp riêng hơn. Đấy. Các bạn có thể trồng những cái chậu tròn hoặc là những cái chậu theo cái các bạn thích. Đấy, trồng như thế này thì chúng ta dưỡng ẩm lên. Đấy các bạn thấy như vậy là mình đã trồng xong một cái chậu như thế này. Như những cái chậu mình trồng năm trước thì hoa nó lên rất là đẹp các bạn. Đấy, chậu để thế này thì khoảng độ một tháng là nó bén rễ. Khi rễ nó xùi ra thì các bạn đấy, những cái lá kia nó sẽ liền sẹo và nó sẽ lên những cái lá mới các bạn. Lá mới nếu các bạn chăm tốt thì một năm, như mình chăm thì một năm mình thấy nó lên được khoảng độ 3 đến 4 cái lá. Đây là cây năm ngoái, là một trong những cây xấu nhất của năm ngoái các bạn. Một trong cây xấu nhất năm ngoái là mình trồng thì nó cũng ra một cái mầm ở bên dưới, nó cũng ra thêm một cái mầm cắt, nó sẽ lên cái hoa như vậy. Cái mầm các bạn cắt đây, cái ngồng các bạn cắt hoa này nó sẽ lên ngay ở bên ngồng trên đó, cái ngồng cắt hoa. Còn cái ngồng bên dưới, cái ngồng hoa bên dưới nó lên từ gốc. Còn đây là những cái cây là mình trồng cũng từ năm ngoái, mình trồng tại những cái cây mình cắt ra trồng như vậy là cái hoa nó lên rất là đẹp các bạn. Đấy, với những cái hoa như thế này các bạn chơi có thể đến tháng 6 nó chưa tàn, hoa nó lên rất là ok. Đấy các bạn thấy là mình trồng cái gốc này là ba cái mầm nó lên rất đẹp. Cái gốc này thì một mầm nhưng mà một cái hoa nó lên rất là khủng luôn, một cái chùm hoa nó lên đến 3-4 vòi hoa, nó đẻ ra rất là nhiều. Còn cây này thì nó lên hai cái vòi hoa. Cây này mình cũng trồng tầm này năm ngoái, tầm tháng 8 thì các bạn có thể là để ra ngoài để các bạn bón thêm cái lồng độ kali, mà các bạn có cái điều hòa lạnh thì các bạn để trong phòng lạnh khoảng độ 10 hôm thì hoa nó nở đúng vào Tết luôn các bạn. Đấy, các bạn trồng cái này thì cái cây này thì hoàn toàn là hoa tự nhiên các bạn. Nếu các bạn chăm sóc đúng và cái này tưới kali vào thì hoa nó ra rất là dễ, cho nên là nó rất là dễ hoa. Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã ghé xem video. Xin chào các bạn.